chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, giúp tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, tránh được tai ương, đổi vận bất ngờ. Trúng mánh làm giàu, tiền bạc ầm ầm đổ về đầy két, đúng trong tháng 11 và tháng 12 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Kiếp người chẳng được quá dài, chớ bon chen để cực hoài tấm thân, ghét ganh chỉ để nhọc nhằn, chăm tu tâm để phúc phần dày hơn. Ở đời giúp được thì nên, đừng gieo ngang trái mà thêm đắng lòng. Tà tâm tới lúc khốn cùng, giơ tay ai đỡ ai nâng hỡi người. Sống qua nửa kiếp con người, ngỡ rằng đã thấm lẽ đời nhục dinh, tu tâm dưỡng tính hiền lành, gian nan mấy cũng sẽ dần vượt qua. Xin kính chào quý anh chị và cô bác đang theo dõi chương trình trên kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý vị nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý anh chị Mậu Ngọ thân mến, trải qua 47 năm cuộc đời, có bao nhiêu người đã được hiên ngang ngẩng cao đầu, giàu sang sung sướng, tiền bạc đủ đầy, gia đạo yên ấm, hay vẫn còn đang bị quấn chặt vào guồng quay cuộc sống mưu sinh, thân thể bệnh tật đớn đau, đầu óc đè nặng suy tư phiền muộn, không biết bao giờ mình mới thoát khỏi bể khổ cuộc đời, và không biết sắp tới cuộc sống sẽ ra sao, có được chút may mắn nào hay không? Xem tử vi tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 thấy rằng đây là bản mệnh phải chịu khó khăn đủ đường, cuộc đời gặp phải đại hạn, xui xẻo triền miên, khiến vận trình lao dốc không phanh, nguy cơ dở nợ mất sạch, chẳng làm ăn được gì, nghèo xác xơ là có thật. Tuy nhiên, anh chị Mậu Ngọ hãy cố lên, còn sống, còn khỏe đã là may mắn rồi, đang chưa có tiền thì cũng sẽ gây dựng lại được thôi. Đặc biệt, nếu anh chị lắng nghe hết 4 điều mà thầy Tử Vi cảnh báo dưới đây, ắt sẽ tránh xa được vận hạn, đổi vận thoát khổ, đón phúc vào nhà, đổi đời đại gia, rồi về già chắc chắn nhiều tiền lắm của, tiêu thả ga không lo hết. Vậy, cụ thể vận trình tử vi cuối năm của bản mệnh tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978 sẽ diễn biến ra sao? Những điều mà anh chị cần chú ý trong thời gian tới là gì? Và làm thế nào để hóa giải và phòng tránh những vận hạn không đáng có, tránh đánh mất một cuộc đời đầy giá trị, có thêm bình an, may mắn và lội ngược dòng thành công? Thì xin mời quý vị hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Quý vị thân mến, tuổi Ngọ là con giáp thích những sự thay đổi trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong giao tiếp và được nhiều người yêu quý kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cá thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ, bởi vậy cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc họ rất năng động và nhiệt tình, tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần người khác, nhưng họ thường làm việc theo trực giác và hứng thú khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán. Họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Có điều, cũng bởi sự thay đổi này mà đôi khi tuổi Ngọ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình. Nhưng dù sao đó cũng là bản chất không thể thay đổi được của tuổi Ngọ. Họ không ngừng vận động, khám phá và thể hiện sự đam mê của mình trong mọi lĩnh vực. Thời còn trẻ, tuổi Ngọ thích đi du lịch ở khắp mọi nơi để khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Họ ít dành thời gian cho gia đình mình, bởi sự hấp dẫn, thú vị của cuộc sống bên ngoài. Bởi vậy, họ sớm trưởng thành và tự lập hơn, biết tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Tính cách của người này có phần quan giả, yêu thiên nhiên và thích hưởng thụ cuộc sống tự do cùng những người bạn của mình. Khi trưởng thành, tuổi Ngọ có nhiều ước mơ hoài bão và quyết tâm xây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng. Dù có trải qua bao nhiêu khó khăn, gian nan, thử thách, ý chí của tuổi Ngọ vẫn không bị mai một. Ngược lại, họ càng quyết tâm cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mình mong muốn. Người tuổi Mậu Ngọ mệnh quả là người luôn nỗ lực hết mình trong công việc, có ước mơ và có kế hoạch thực hiện rõ ràng. Họ là người tham công tiếc việc và luôn lo sợ bản thân mình sẽ không thành công, nên luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Họ là những người rất thông minh, cầu tiến. Tuổi Mậu Ngọ có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng và óc phân tích nhạy bén, sáng tạo. Bởi vậy họ gặt hái được nhiều thành công trên con đường xây dựng, phát triển sự nghiệp. Đặc biệt, tuổi Mậu Ngọ có tài kinh doanh, buôn bán và tổ chức, quản lý công việc. Chính vì vậy đa số người tuổi Mậu Ngọ thường rất giàu có, công thành danh toại, làm vạn danh tổ tông,
là niềm tự hào của dòng tộc. Năm 2024, tuổi Mậu Ngọ 1978 mệnh Quả gặp năm Giáp Thìn mệnh Kim là tương khắc, Thiên Can Bính gặp Quý là bình hòa, Địa Chi Ngọ gặp Mão là lục phá, cho thấy đây sẽ là một năm khá may mắn với bản mệnh, cuộc sống êm ấm, sự nghiệp có địa vị và vận trình công việc được bình an. Sách Dạng Sự Bất Cầu Nhân Qua Lịch Năm Giáp Thìn 2024 của dịch giả Trần Đình Tuấn có viết về tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2024 như sau. Số phận của người tuổi Mậu Ngọ trong năm Giáp Thìn cực đẹp, có thể nói là một năm tương đối có nhiều cơ hội. Với tính cách của mình, người tuổi Mậu Ngọ có thể đẩy lùi được những chuyện thị phi, phát triển nhiều phương diện. Người tuổi Mậu Ngọ hay đi trước những người khác một bước, trong năm Giáp Thìn nên phát huy ưu điểm đó. Người tuổi Mậu Ngọ vốn yêu cầu quá cao, tính tình có lúc còn cổ quái, khiến bạn bè khó tiếp nhận, cho nên năm Giáp Thìn là năm họ cũng có nhiều phiền phức. Năm 2024 Giáp Thìn, người tuổi Mậu Ngọ nên nắm lấy những cơ hội củng cố bản thân, nên là người chủ động mà không phải là người chủ thủ. Người ta thường nói thành công thường dựa vào thiên thời địa lợi, nhân hòa, cho nên năm Giáp Thìn, người tuổi Mậu Ngọ cần dũng cảm để giành lấy thiên thời địa lợi, sống sảng khoái vui vẻ thì sẽ có thu hoạch. Vì năm Giáp Thìn, người tuổi Mậu Ngọ bốn sao các chiếu mệnh chủ về phúc, lộc, thọ, sự tăng cường lực lượng các thần sao chủ về cuộc sống tình cảm, khiến người tuổi Mậu Ngọ thêm vận đào hoa. Năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Mậu Ngọ luôn có nhiều niềm vui, dạng sự thành ứng nghiệm một chữ thuận. Nhưng năm Giáp Thìn người tuổi Mậu Ngọ cũng gặp nhiều chuyện thị phi và ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ nhất thiết không được có những hành vi phi pháp vì có thể bị vướng vào pháp luật hoặc ảnh hưởng tính mạng. Họ cần phát triển một cách quang minh chính đại để chuyển hung thành cát. Về phương diện tài vận và sự nghiệp, tháng cao trào về tài vận của người tuổi Ngọ trong năm Giáp Thìn là tháng 6, 8, 11 và tháng 12 âm lịch. Người sinh năm 1978 có thiên ất quý nhân phù trợ, cho nên tất có niềm vui trong sự nghiệp. Có quý nhân phù trợ, đại lợi ở bốn phương, đại lợi khi đầu tư. Đặc biệt, nếu con giáp này nắm được vận trình của mình trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch tới này, chắc chắn sẽ thay mệnh đổi vận vào sang nước két. Đầu tiên xét tổng quan tử vi 2 tháng cuối 2024, tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978. Tử vi tuổi Mậu Ngọ trong 2 tháng 11 và 12 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 được dự đoán sẽ là thời gian tuyệt vời, có sự tiến triển tốt đẹp trên tất cả các phương diện cuộc sống như sự nghiệp, công danh, tình yêu gia đình và các hoạt động xã hội. Người tuổi Mậu Ngọ có thể thu về lợi nhuận tốt từ các khoản đầu tư tài chính. Nhìn chung, cuộc sống tuổi Mậu Ngọ trong 2 tháng này có thể tiến bộ tuyệt vời mà không gặp phải bất kỳ rào cản đáng kể nào. Tuổi Mậu Ngọ có thể mong đợi những vận may đến bất ngờ. Trong gia đạo liên tục đón nhận nhiều tin vui, 2 tháng cuối năm nay, cuộc sống gia đình của tuổi Mậu Ngọ rất hòa thuận, sẽ có những cuộc gặp gỡ vui vẻ và những lễ kỷ niệm đẹp. Tuy nhiên, vận niên năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Mậu Ngọ là Long Đắc Vũ, tức là rồng làm mưa cho thiên hạ, báo hiệu một năm chuyên đi lo lắng việc cho người khác. Để gặp được nhiều điều may mắn trong năm nay, tốt nhất bạn nên thực hiện mọi việc vào thời gian này sẽ suôn sẻ và thuận lợi hơn. Tử vi năm 2024 kêu gọi người tuổi Mậu Ngọ hãy tận dụng mọi cơ hội đến với cuộc đời của mình, luôn tiếp cận cuộc sống bằng thái độ tích cực và sẵn sàng hành động. May mắn sẽ đứng về phía bạn. Liên quan đến vấn đề để tiền bạc dưỡng và sức khỏe tốt, bạn sẽ tìm được cách kiếm tiền mới thay vì chỉ dựa vào thu nhập có được từ sự nghiệp của mình. Trong năm nay, bạn sẽ làm nhiều việc tốt cho những người khác, lan tỏa lòng tốt ở mọi nơi. Giúp đỡ người khó khăn là cách bạn chia sẻ phước báo của mình cho người khác, và qua đó theo luật nhân quả bạn sẽ nhận được nguồn phước báo dồi dào tương tự vậy. Đầu tiên, xét phương diện công danh sự nghiệp. Trong 2 tháng tới, vận trình sự nghiệp của tuổi Mậu Ngọ nhờ được sự hậu thuẫn của nhiều quý tinh nên thăng hạng rõ rệt, vừa được Tam Hội Thái Tuế che chở, lại có cả nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh hỗ trợ. Đây là 2 tháng quý nhân luôn song hành trên mỗi bước thành công của bản mệnh. Mọi việc có chiều hướng đi lên, nhân lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó, vì khả năng thành công rất cao. Những việc cô bác đã bỏ dở từ tháng trước hay muốn thực hiện mà chưa có cơ hội thì hầu hết đều được tái khởi động và phát triển thuận lợi trong 2 tháng này, xua tan mây mù ảm đạm.
Thời điểm có đủ cả thiên thời địa lợi nhân hòa như này, nếu Mậu Ngọ không tận dụng để bứt phá thì sẽ rất khó tìm được một cơ hội ngàn vàng tương tự như này nữa đấy nhé. Quý nhân sẽ đến và giúp đỡ cô bác nhiệt tình, và đó không phải là ai quá xa lạ. Đối phương có thể là đồng nghiệp, cấp trên, một người bạn cũ. Nhìn chung những cuộc gặp gỡ trao đổi trong thời gian này đều có thể đem tới cho bản mệnh những thông tin hữu ích, tạo điều kiện để con giáp này chạm tay tới mục tiêu của mình. Thời điểm này cũng cho thấy rõ tinh thần làm việc hăng say của Mậu Ngọ không còn là giai đoạn ngồi chờ việc đến với mình nữa. Cô bác chủ động, xông xáo hơn hẳn. Bản mệnh cũng có định hướng rõ ràng hơn trong công việc, nhờ đó không còn cảm thấy nhàm chán hay bế tắc như trước. Tuy nhiên bản mệnh cần đặc biệt lưu ý rằng trong 2 tháng tới xuất hiện hung tinh chủ về gánh vác công việc lớn và trọng đại, sẽ có nhiều áp lực hơn. Nhưng nhờ vậy, cô bác sẽ dễ dàng thể hiện được tài năng và bản lĩnh của mình. Có điều, ở mặt khác hung tinh đem tới nhiều rắc rối. Có thể cô bác sẽ phải đối mặt với tiểu nhân chọc phá, gây họa thị phi, điều tiếng rèm pha có thể ập tới bất cứ lúc nào. Cô bác nên hành sự cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình. Làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình làm, chớ nên khoe khoang hay đao to búa lớn, kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá. Trong quá trình thực hiện công việc có thể gặp trở ngại, nhưng với các điều kiện thuận lợi đang sẵn có, cô bác sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng cái chính là bản mệnh càng cần phải suy nghĩ tích cực, hành sự thận trọng và không ngừng nỗ lực vươn lên, ác thành công sẽ tới. Về phương diện tài lộc, tử vi tháng 11 và 12 âm lịch nhận định về phương diện tài lộc, tài chính của những người tuổi Mậu Ngọ cũng khởi sắc rõ rệt. Tiền bạc không còn là vấn đề khiến cô bác phải bận tâm lo nghĩ ở thời điểm này. Có tài tinh thực thần chiếu mệnh, các nguồn thu tăng tiến nhanh chóng. Dù là làm công ăn lương hay kinh doanh buôn bán đều đạt được những thành quả xứng đáng. Trong 2 tháng tới lương và thưởng đều có xu hướng tăng. Bản mệnh làm bao nhiêu, hưởng bấy nhiêu, nỗ lực bỏ ra thu được thành quả xứng đáng. Đặc biệt, chuyện làm ăn kinh doanh của những chú ngựa sẽ khá suôn sẻ và thuận lợi. Cuối năm hàng hóa bán chạy như tôm tươi, dường như chẳng còn chút hàng tồn nào trong kho. Vì hàng về đến đâu là khách dục phát hàng tới đó. Con giáp này hơn người ở chỗ nắm bắt được thị hiếu thị trường, cũng đón được đúng thời cơ, nên bên cạnh may mắn là thực lực chẳng ai vượt qua được, tiền cũng vì thế mà về đầy túi. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cẩu cảnh báo các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt sẽ rất dễ đổ vỡ, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh được khuyên làm ăn, buôn bán, phải thận trọng trước những chiêu trò của đối thủ cạnh tranh. Để giữ được lợi thế của mình, cô bác có thể dành thêm thời gian để quan sát đối thủ. Có câu, biết người biết ta trong trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng bị phù hợp, lại có thể học tập được từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân mình. Trong lúc này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm gây thiệt hại tiền của. Theo phong thủy phi tinh, ở góc tây nam góc của lục bạch phi tinh, mệnh chủ có thể đặt thêm vật phẩm phong thủy bằng thạch anh vàng, thạch anh mắt hổ hay chậu tụ bảo, cây kim tiền để giúp tài lộc thêm phần dưỡng phát. Về phương diện sức khỏe, theo dõi tử vi sức khỏe tháng 11 và 12 năm 2024 của tuổi Mậu Ngọ âm lịch thấy rằng may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Mậu Ngọ cũng khá ổn định trong thời điểm này. Công việc căng thẳng, bạn cần tìm cách giảm căng thẳng kịp thời, như vậy thì sẽ không có gì cần phải lo lắng. Hãy sắp xếp thời gian biểu khoa học để làm việc vừa đạt chất lượng cao vừa đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tỉnh táo, thì bản mệnh làm việc gì cũng sẽ hiệu quả hơn, hạn chế được nhiều sai sót. Ngoài ra cuối năm đường xá đông đúc, nhiều vụ cướp giật, đi đâu làm gì cũng nên cẩn thận đề phòng để giữ an toàn cho bản thân và gia đình mình, quý cô bác Mậu Ngọ nhé. Về phương diện tình cảm, gia đạo, xem vận trình tình duyên tuổi Mậu Ngọ trong 2 tháng cuối năm Giáp Thìn, bản mệnh có được hạnh phúc mà nhiều người mơ ước. Gia đình hòa thuận ấm êm, vợ chồng thấu hiểu và thông cảm cho nhau, con cái ngoan ngoãn thông minh. Tuy nhiên, chẳng phải tự nhiên mà có được hạnh phúc lớn tới vậy đâu. Con giáp này cũng phải đi qua bao nhiêu giông gió.
kiên trì giữ vững tình yêu của mình thì mới có thể có được tổ ấm bao người mơ ước. Bạn hiểu rằng những mâu thuẫn, những xung đột trong cuộc sống là điều chẳng thể tránh khỏi. Tuổi Mậu Ngọ chấp nhận điểm thiếu sót của đối phương, nhìn vào mặt tốt của nhau để sống. Một số cặp đôi trong thời gian này sẽ đón thêm tin vui về chuyện con cái như cưới hỏi, thêm cháu chắt trong nhà. Hãy chuẩn bị tinh thần để chào thiên thần nhỏ đến với thế giới này. Tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng và cẩm nang dượng vận của tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978. 1. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978, trong tháng 11 âm lịch. Bước sang tháng 11 năm 2024 âm lịch, nguyệt lệnh tử cho thấy bạn do dự, không tự tin, làm gì cũng không chắc chắn. Thời gian này người tuổi Mậu Ngọ nếu không xác định được lập trường vững vàng thì bạn khó có thể vượt qua những thử thách. Hãy chấp nhận đối mặt với trở ngại và xem đó là bài học quan trọng của cuộc đời mình. Chỉ có như thế bạn mới có thể đạt được những điều mình mong muốn. Hơn nữa, khi bạn nhận ra điểm yếu của bản thân, bạn sẽ biết cần kết hợp cùng ai để hỗ trợ cho nhiệm vụ của mình. Nhớ rằng bạn không thể một mình tạo nên tất cả. Sự đóng góp của những người xung quanh có ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết. Hợp tác giúp mục tiêu của bạn được hoàn thành nhanh chóng và dễ dàng hơn. Xuất hiện thương quan trong tháng này, do đó bản mệnh nên cố gắng tránh các cuộc gặp gỡ, thương thảo quan trọng, nhất là với những đối tác bạn chưa biết rõ. Cẩn trọng với ngôn từ, tránh hài hước quá mức, vì không phải ai cũng có thể hiểu đúng ý bạn lúc này. Đại hao khiến con giáp tuổi Mậu Ngọ không ngừng chi tiêu cho những việc không có trong kế hoạch như sinh nhật, cưới xin, thăm người ốm. Chúng gây ra sự thâm hụt không nhỏ cho tài khoản của bạn. Ngũ hành xung khắc dự báo đời sống tình cảm của bản mệnh trong tháng này không có gì khởi sắc, thậm chí hay cãi cọ khiến bạn trở thành người khó gần, trong khi chính bạn lại ngạc nhiên vì cách phản ứng tiêu cực của mọi người với mình. May mắn là lúc bạn cảm thấy bức xúc, khó khăn nhất thì giải thần ghé thăm giúp giải ách, trừ hung. Nhờ thế mà vấn đề có căng thẳng đến mấy cuối cùng cũng có cách xử lý hợp tình, hợp lý. Quý nhân: Dần, Tỵ, Tiểu nhân: Mão, Hợi. Màu sắc may mắn: hồng, xanh lá. Con số may mắn: 22, 91, 01. 2. Tử vi tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 trong tháng 12 âm lịch. Xem tử vi tháng 12 năm 2024, tuổi Mậu Ngọ âm lịch được tam hợp và nhiều các tinh hậu thuẫn. Mọi việc của Mậu Ngọ trong tháng chạp này đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. Thần may mắn đang đứng về phía bạn, nên con giáp này nhìn thấy được nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Sự nghiệp của người tuổi này không những sẽ có bước tiến rõ ràng, mà còn có cơ hội gặp quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối, có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Tuổi Mậu Ngọ trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện, người làm kinh doanh đón lộc về nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung, bạn không có gì phải lo lắng về tài chính, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Đường tình duyên của tuổi Mậu Ngọ cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ, bán hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ. Sẽ rất có lợi cho người độc thân, đôi lứa, vợ chồng cũng hàn gắn rạn nứt nhanh chóng, gìn giữ hòa khí gia đình, các thành viên xung vầy chuẩn bị đón Tết. Đối với phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, tránh bệnh cũ tái phát. Tháng này có hung tinh Bạch Hổ án ngữ, dự báo những hung hiểm, tai nạn mà bạn có thể gặp phải. Do đó, Mậu Ngọ cũng nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Quý nhân: Thìn, Dậu. Tiểu nhân: Dần, Hợi. Màu sắc cát tường: hồng, cam. Con số may mắn: 34, 91, 38. Thưa quý vị, dân gian có câu thiên thời địa lợi nhân hòa, có thể thấy thời gian tới người tuổi Mậu Ngọ sẽ có cả thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa là mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ. Và để giúp bản mệnh tuổi Mậu Ngọ dễ dàng tìm được quý nhân và tránh kẻ tiểu nhân, sau đây sẽ là những tuổi hợp kết giao với tuổi Mậu Ngọ sinh năm 1978 dựa theo can chi ngũ hành. 1. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tý.
Trên phương diện hợp tác làm ăn, những mặt đối lập, trái ngược lại càng giúp họ bổ sung hỗ trợ nhau. Cùng chung mục tiêu và lý tưởng, đây có lẽ là một sự hợp tác khá ăn ý, đạt hiệu quả cao và gặt hái được nhiều thành công. 2. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Sửu. Trên phương diện đối tác làm ăn, chưa chắc cặp đôi này đã đạt được thành công như mong muốn, bởi Ngọ hay thay đổi, không có mục tiêu hướng đi rõ ràng, và Sửu sẽ không thể chịu được khi luôn phải chạy theo những ý tưởng của Ngọ. 3. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dần. Nếu trở thành đối tác làm ăn, họ cũng sẽ dễ dàng ăn khớp với nhau, bởi Dần và Ngọ đều có chung mục tiêu, quan điểm và sở thích. Tuy nhiên cũng có đôi lúc mối quan hệ này xảy ra nhiều mâu thuẫn, không ai chịu nhường ai, do cái tôi của cả hai đều quá mạnh mẽ. 4. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mão. Trên phương diện hợp tác làm ăn, sự kết hợp giữa Mão và Ngọ chưa đạt được hiệu quả cao, bởi Ngọ thiếu đi kiên trì, nhẫn nại, còn Mão lại thiếu đi sự thực tế, bởi vậy không ít lần mối quan hệ này xảy ra mâu thuẫn xung đột. 5. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Thìn. Mối quan hệ hợp tác làm ăn của Thìn và Ngọ sẽ mang đến hiệu quả cao và đạt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Rồng và Ngựa đều là những người phóng khoáng, nhanh nhạy và thông minh, họ dễ dàng trở nên hòa hợp trong từng kế hoạch, dự định, đặc biệt là Rồng sẽ mang lại nhiều may mắn cho công việc và cuộc sống của Ngựa. 6. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tỵ. Cũng do những điểm khác biệt trái ngược ấy mà mối quan hệ hợp tác làm ăn của họ khó có thể lâu dài bền vững được. Bởi thực tế, Ngọ và Tỵ đều có những hướng đi riêng, mục tiêu riêng, không thể thống nhất hòa hợp với nhau được. 7. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Ngọ. Công việc làm ăn của hai người tuổi Ngọ sẽ rất phát triển và đạt được nhiều thành công. Họ rất chăm chỉ và luôn bận rộn với khối lượng công việc của mình. Chừng nào chưa đạt được mục tiêu, tuổi Ngọ sẽ không bao giờ chán nản, bỏ cuộc. 8. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Mùi. Trên phương diện hợp tác làm ăn, mối quan hệ này sẽ đạt được nhiều hiệu quả cao nếu như dê là người đứng đầu tổ chức công việc. Bởi người tuổi Mùi có con mắt nhìn xa trông rộng, thấu hiểu vấn đề, luôn có những hướng đi đúng đắn để đạt được thành công. 9. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Thân. Thân và Ngọ khó có thể tìm được những tiếng nói chung trong công việc hợp tác làm ăn, bởi sự thiếu kiên trì, dễ thay đổi của Ngọ khiến cho Thân không thể nào thích ứng được. Hơn nữa hai con giáp này có nhiều mục tiêu, lý tưởng khác nhau, vì vậy mối quan hệ của Thân và Ngọ sẽ có nhiều mâu thuẫn xung đột. 10. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Dậu. Nếu hợp tác làm ăn, tuổi Dậu và tuổi Ngọ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dậu phù hợp với vai trò của một người tổ chức lãnh đạo, còn Ngọ sẽ là người đứng phía sau ủng hộ, giúp đỡ Dậu trong việc phán xét, giải quyết những vấn đề khó khăn. 11. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Tuất. Tuất và Ngọ đều có chung mục tiêu để cố gắng phấn đấu, vì vậy họ có thể trở thành những người đồng nghiệp trên phương diện làm ăn. Hai con giáp này đều có khả năng nhìn xa trông rộng, nắm bắt và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy chính xác. 12. Người tuổi Mậu Ngọ với tuổi Hợi. Nếu hợp tác làm ăn với nhau, Hợi và Ngọ sẽ đạt được hiệu quả cao. Tuy nhiên mối quan hệ này cũng xảy ra khá nhiều mâu thuẫn. Khi cả hai bên đều tìm được tiếng nói chung, Hợi và Ngọ cùng thúc đẩy nhau tiến lên phía trước. Nhưng khi Ngọ chuyển hướng sang mục tiêu khác, những mâu thuẫn sẽ bắt đầu xảy ra. Quý vị thân mến, phong thủy nhà ở cũng luôn là một vấn đề mà bất cứ ai cũng đều quan tâm trong quá trình xây dựng thiết kế cũng như bố trí các gian phòng trong ngôi nhà của mình. Phong thủy nhà ở phù hợp được quan niệm sẽ giúp gia chủ đón may mắn tài lộc, đồng thời ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu xâm nhập. Theo phong thủy tuổi Mậu Ngọ, năm sinh 1978 được cho là tạm sung sướng về hậu vận, tức đến khoảng thời gian nửa cuối đời có cuộc sống sung sướng. Thế nhưng trong công việc làm ăn dễ có nhiều sóng gió, lận đận, thậm chí đổ vỡ vì nóng tính. Điều này thường xảy ra ở các mệnh nam nhiều hơn so với nữ. Tuy nhiên, nếu biết cách hóa giải và kìm hãm những vận đen này, sẽ mang lại nhiều may mắn, an lành cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ. Nhắc đến phòng khách thì đây là nơi mà tụ nhiều dưỡng khí và cần có nhiều dưỡng khí nhất. Bởi vậy bạn thường thấy phòng khách được đặt chính giữa căn nhà. Việc sắp xếp những nội thất trong phòng khách cũng là một điều gia chủ tính toán rất kỹ lưỡng. Chúng cần được sắp xếp gọn gàng, và những vật mang lại may mắn cho gia chủ, mang lại nhiều điều tốt đẹp, cũng cần được cân nhắc một cách cẩn thận. Theo phong thủy học, có 4 hướng tốt.
có thể lựa chọn cho phòng khách của mình theo bốn hướng này. Những gia chủ tuổi Mậu Ngọ thì lựa chọn cho mình bốn hướng sau đây: Bắc sinh khí, thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài. Đông diên niên, cải thiện sức khỏe, trường thọ. Nam thiên y, cải thiện sức khỏe, trường thọ. Đông nam, phục dị, củng cố sức mạnh tinh thần, mang lại tiến bộ của bản thân, may mắn trong thi cử. Cần chú ý những yếu tố tương phối môn mệnh, hợp giới hướng chính là hướng bắc của ngôi nhà hay không. Với trường hợp này thì bạn hoàn toàn hợp với hướng bắc, nên bạn có thể lựa chọn cho mình hướng phòng khách phù hợp với ngôi nhà của bạn nhé. Cần lưu ý rằng phòng khách nên được thiết kế đặt ở phía trước ngôi nhà, gần cửa ra vào, vì đây là vị trí thích hợp để lưu thông và tích tụ dưỡng khí nhất trong căn nhà của bạn. Màu sắc là yếu tố rất quan trọng trong việc trang trí phòng khách cho tuổi Mậu Ngọ, bởi nó ảnh hưởng đến tài vận cũng như thể hiện được tính cách của gia chủ. Những gam màu trung tính và tươi sáng sẽ mang lại một hiệu ứng rất êm dịu và thoáng đãng, trang nhã. Với tuổi Mậu Ngọ nên chọn màu hồng phấn, vàng tranh hoặc xanh nhạt. Những màu sắc này sẽ tạo cảm giác mát dịu cho phòng khách của bạn. Với Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa là màu đỏ, tím, hồng tượng trưng cho sự tương sinh. Màu vàng nâu là tượng trưng cho mệnh thổ, thổ sinh hỏa hợp mệnh. Lưu ý, để tránh những điều rủi ro không đáng có, không may mắn trong cuộc sống, bạn không nên lựa chọn chọn những màu bản mệnh của mệnh hỏa: xanh dương, đen và kim, trắng, bạch kim, bởi trong ngũ hành tương khắc thì mệnh hỏa khắc hỏa và hỏa khắc kim. Trần nhà luôn đóng một vai trò quan trọng trong thuật phong thủy phòng khách. Trần cần có màu sáng, sẽ tạo cảm giác không gian rộng rãi thoáng mát, nhưng với sàn nhà bạn nên lựa chọn cho mình màu đậm hơn. Có thể thiết kế theo kiểu cổ xưa, trời nhẹ đất nặng sẽ giúp mang nhiều tài lộc đến cho gia chủ. Đặc biệt cần chú ý rằng sàn nhà bạn nên thiết kế bằng phẳng, nhưng tránh trơn trượt. Điều này sẽ khiến các thành viên trong gia đình không an toàn, thậm chí có thể khiến của cải vận may trơn tuột hết ra ngoài mà bạn không nắm giữ được. Ánh sáng quan trọng trong trang trí phòng khách cho người tuổi Mậu Ngọ, nên thiết kế phòng khách thông thoáng, ngập tràn ánh sáng tự nhiên, nhằm đảm bảo sinh dưỡng khí cho ngôi nhà. Vậy để thuận phong thủy, tránh để phòng khách u tối, thiếu ánh sáng mặt trời. Ánh sáng giúp thay đổi phòng khách cho tuổi Mậu Ngọ. Khi thiết kế cửa chính và cửa sổ cho phòng khách, nên để độ rộng tối đa, phù hợp với kích thước phòng khách là tốt nhất. Ánh sáng giúp tăng cảm giác tích cực hoạt động, giúp sức khỏe của các thành viên trong gia đình được tốt hơn, đem đến thịnh vượng và giúp cho phòng khách thêm rực rỡ. Ánh sáng tự nhiên luôn được ưu tiên đầu tiên, bởi nó chính là nguồn khí thiên nhiên khó thay thế, góp phần giảm độ ẩm, giữ căn phòng được khô và thoáng mát. Quý vị thân mến, thiện lương vốn dĩ là một phẩm chất quý giá của con người, cũng là sức mạnh tiềm ẩn vô biên mà bẩm sinh mỗi người khi sinh ra đều có. Trong bất kể hoàn cảnh khó khăn nào, bạn hãy kiên trì thiện lương nhân ái. Khi biết yêu thương người khác, ta mới có thể được sống trong vòng tay ấm áp của tình người. Vì mầm lành thiện lương gieo xuống sẽ cho gặt quả phúc báo. Cổ nhân xưa có nói, người có những thói quen này thì được hưởng phúc báo dài lâu, ai có một cái cũng đã viên mãn. 1. Sức mạnh của phúc báo. Vì mỗi người đều có nhân duyên và tính khí khác nhau, nên phúc báo của con người cũng không giống nhau. Có người có tiền bạc, nhà cửa, có người nổi tiếng, có người thì xinh đẹp, có người lại tu hành thành công. Đó chính là do con người gieo trồng ở kiếp trước, bởi vì nhân duyên, thói quen, nên có những phúc báo khác nhau. Nếu một người làm nhiều việc thiện, họ sẽ giống như một cây ăn quả, hạt giống sẽ lớn dần lên và kết quả là phúc báo sẽ vô tận. 2. Bắt đầu bằng suy nghĩ tử tế. Mỗi người cần học cách dung trồng phúc báo cho chính mình. Hãy bắt đầu từ một thiện niệm, dù nhỏ nhưng cũng sẽ trổ hoa tốt đẹp trong tương lai. Người ta thường than thở số phận không may mắn, làm gì cũng gặp khó khăn, nhưng thực ra là do phúc báo chưa đủ. Muốn cải biến vận mệnh của mình thì bạn nên thay đổi tâm thái của bản thân. Thay đổi thái độ không muốn trả tiền, sợ mất mát, ích kỷ và thờ ơ, thích phàn nàn, tham lam và các vấn đề khác thì mới có một cuộc sống tốt đẹp và may mắn. 3. Đối xử không tốt với gia đình, bao nhiêu phước cũng mất hết. Chẳng hạn như, có nhiều người lúc nào tỏ ra mình là người tốt tính trước mặt người lạ, nhưng về nhà thì lại chút hết tức giận lên vợ con, bố mẹ, kiểu người này sinh ra đã thấp kém. Thực ra hiếu thảo với cha mẹ, sống tốt với vợ con, chính là cách cư xử tốt nhất với chính mình. Người như vậy thì cho dù trước đây có phúc báo nào đó, cũng sẽ nhanh chóng bị người đó tiêu hao.
Thế nên loại người này sống sẽ gặp nhiều vấn đề. Hãy thay đổi bằng việc hiếu thảo với cha mẹ, đối xử tốt với vợ con. 4. Phàn nàn sẽ mang lại bất hạnh. Có một kiểu người suốt ngày cứ phàn nàn, họ cứ chán nản cuộc sống của mình, dường như chẳng có gì khiến họ hài lòng cả. Họ thích nhìn cái sai của người khác mà không nhìn lại bản thân mình. Kiểu người này sống trong oán hận và suốt ngày cảm thấy cực kỳ đau khổ. Loại hành vi tâm lý này sẽ khiến khuôn mặt của họ về sau ngày càng trở nên xấu xa và khó nhìn. Đây chính là ý nghĩa của câu nói tướng tùy tâm sinh. Muốn có phúc báo thì hãy ngừng phàn nàn, trách móc, hãy sống bao dung nhiều hơn. 5. Tươi cười nhiều hơn. Nụ cười cũng chính là điều hấp dẫn người khác nhất. Cổ nhân nói, cảnh tùy tâm chuyển. Khi tâm trạng của một người là tốt thì hoàn cảnh sẽ tốt, tâm tình không tốt, mọi việc cũng đều rối loạn. Những người hay cười thường sẽ sở hữu một phần khí chất vượt xa tuổi tác, thời trang và ngoại hình. Nó ẩn sâu ở trong nội tâm. Bạn mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ đáp lại nụ cười của bạn. Học cách biết mỉm cười trước mọi hoàn cảnh không chỉ giúp cho cuộc sống của bạn thêm nhẹ nhàng, tự tại, mà còn đem lại cho bạn nhiều vận may hơn. 6. Biết cảm thông. Lão Tử có câu, tri nhân giả trí, người thấu hiểu người khác là bậc trí huệ. Có thể thấu hiểu chỗ khó của người khác và đưa tay ra đúng lúc là người đại trí, đại huệ. Người có thể thấu hiểu cũng sẽ biết cảm thông người khác. Mỗi người đều có những niềm vui, nỗi khổ của riêng mình mà không phải người ngoài đều hiểu rõ. Vậy nên, vô luận là trong mối quan hệ với cha mẹ, với người yêu, với con cái, hoặc là với bất cứ một người nào khác bên cạnh, chúng ta đều phải học cách biết cảm thông. Nền tảng của mối quan hệ giữa người với người là sự đúng mực. Nếu không có sự đúng mực thì sẽ không có sự tôn trọng, sẽ dẫn đến xung đột mâu thuẫn xảy ra giữa hai bên. Sự đúng mực thể hiện ở việc có thể đứng ở góc độ của đối phương mà nghĩ cho họ nhiều nhất có thể hoán đổi vị trí cho nhau, là cách cảm thông lớn nhất. Khi chúng ta thật sự mở rộng tấm lòng, biết nghĩ cho đối phương thì mới có được sự gắn bó bền chắc lâu dài, mới có thể có được vận khí tốt. 7. Hãy thiện lương. Làm người nhất định phải giữ được sự thiện lương và chân thành. Khi bạn tặng cho người khác hơi ấm, người khác sẽ tặng lại ánh sáng cho bạn. Khi bạn trao cho người khác sự chân tình, thì người khác sẽ trao lại cho bạn thái độ ôn hòa nhã nhặn. Dân, chương trình đến đây là hết. Một lần nữa kính chúc quý cô bác anh chị sức khỏe, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong chương trình lần sau.